đang theo dõi chương trình Nhịp cầu y tế của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Kính thưa quý khán giả, đã là phụ nữ thì ai mà chẳng ao ước, mà đặc biệt là phụ nữ Việt Nam nhé, sở hữu được một làn da trắng đẹp mịn màng. Tuy nhiên giữa ao ước và thực tế bẩm sinh thì đôi khi nó lại không trùng khớp với nhau. Và chính vì vậy mà nhiều chị em vội vàng tìm đến với những giải pháp làm sao để mà có thể làm trắng da, bất kể đó là giải pháp gì, từ giải pháp truyền miệng nè, giải pháp truyền qua mạng nè, hay tìm đến với những sản phẩm mà chứa ở đó là những chất rất là độc hại, có thể làm nguy hại cho làn da. Với một mục đích duy nhất là làm sao để trắng da mà thôi. Thế thì với một cái ước muốn quá lớn của chị em phụ nữ, mà đặc biệt là chị em phụ nữ Việt Nam, là làm thế nào để có được một đường làn da trắng nhiều đến như vậy, thì tại sao chúng ta không mách bảo chỉ đường cho chị em tìm đến với giải pháp làm trắng da an toàn? Đó là câu hỏi và cũng là chủ đề của chương trình Nhịp cầu y tế kỳ thứ 130 hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời về tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay, gồm có bác sĩ chuyên khoa 1 Quỳnh Quy Hoàng, phó chủ tịch Hội Da liễu thành phố Hồ Chí Minh; tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá, trưởng bộ môn da liễu Đại học Y Dược Cần Thơ; bác sĩ chuyên khoa 1 Thạch Văn Toàn, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Nguyễn Thái Ngọc, đại diện cho nhãn hàng Nasse, đơn vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Lời đầu tiên, cho phép Ngọc Hoa thay mặt những người thực hiện chương trình Nhịp cầu y tế của Đài Truyền hình Vĩnh Long gửi lời chân thành cảm ơn đến quý bác sĩ cũng như là quý khán giả đã dành thời gian đến tham gia trong chương trình ngày hôm nay, cũng như tất cả quý khán giả gần xa đang quan tâm theo dõi chương trình qua màn nhỏ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Còn bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của chương trình, nhưng trước khi đi vào nội dung chính của chương trình thì cho phép Ngọc Hoa thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến nhãn hàng Nasse đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa quý khán giả, trước hết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cấu tạo trên bề mặt của da cũng như màu sắc của da của chúng ta là do những cái yếu tố nào quy định, trước khi tìm hiểu xem chúng ta có thể biến đen thành trắng hay biến ngăm ngăm thành trắng được hay không. Về vấn đề này thì chúng tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá vô lòng tư vấn. Xin chào cô Ngọc Hoa, xin chào quý vị khán giả. Có lẽ là chủ đề hôm nay là chúng ta đang nói về các giải pháp để làm trắng da, thì đây là một trong những cái nhu cầu của rất nhiều chị em phụ nữ. Và như vậy thì bên cạnh những cái có lợi thì ta thấy còn rất nhiều những cái bất lợi do việc làm trắng không đúng. Vậy thì để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta sẽ dành ít phút để tìm hiểu về vấn đề cấu trúc da, cũng giống như là một số chức năng về sinh lý làn da. Thì chúng ta đã từng nghe người ta nói là da có rất nhiều chức năng. Thì một trong những cái chức năng quan trọng đó là chức năng bảo vệ da. Thì chúng ta từng nghe nói về cái màng chất béo bảo vệ da. Thì cái màng chất béo này nó do cái tuyến bạ nhờn nó tiết ra, nó phủ lên bề mặt da và nó sẽ có tác dụng chống lại rất nhiều những cái tác hại từ bên ngoài, kể cả vi trùng và vi nấm. Và chúng ta cũng đã từng nghe nói về cái sự săn chắc của làn da. Và nói đến săn chắc làn da, ta nghĩ ngay đến cái hệ thống collagen và sự kết nối giữa lớp bì và thượng bì. Và như vậy thì hôm nay chúng ta thấy là một lần nữa chúng ta lại đề cập đến hệ thống sắc tố bảo vệ da. Như vậy tại sao người ta gọi là hệ thống sắc tố bảo vệ da? Thì nếu nói về vấn đề này, về làn da, thì có lẽ là ông bà mình hay dùng nhiều cái cụm từ lắm. Ví dụ như người ta dùng cái câu nói là nước da trắng trẻo, nước da ngâm ngâm đấy. Và đâu đó thì không biết là cô Ngọc Hoa có nghe có người ta có một câu thơ người ta nói, ví dụ như có câu thơ, không biết quý vị khán giả trường quay có muốn nghe câu này không ạ? Thì cái câu ta nói này, tôi không muốn lụa là hay gấm dốc kêu xa, mà tôi chỉ muốn nhìn ngắm nước da của người thôn nữ mặn mà dễ thương. Không biết cô Hoàng Hoa có nghe câu này chưa? Thì qua đó người ta nghe, muốn nói gì? Mà không phải là nghe của cái người mà mình thích đọc cho mình nghe. Thì qua đó thì chúng ta biết rằng người xưa người ta nói là nước da ngâm ngâm nè, nước da bánh mật nè, có vẻ như nước da khỏe và mạnh. Tức là người ta thường hay nói như thế. Vậy thì đứng về góc độ y học thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nói đến hệ thống sắc tố thì người ta nghĩ ngay đến là cái chức năng bảo vệ da chống lại tác hại từ tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời. Và người ta cho rằng cái tia tử ngoại này nó có tác động xấu và có thể làm nhanh các tiến trình lão hóa. Như vậy thì hệ thống sắc tố thì đồng nghĩa với câu chuyện là giúp cho da chúng ta chống lại các tác hại từ bên ngoài là như vậy. Như vậy là chúng ta đã biết được cái cấu tạo bề mặt của da, rồi cái sắc tố của da nó phụ thuộc như thế nào. Ở đây trong chương trình ngày hôm nay, trong khán phòng ngày hôm nay khá là đông chị em phụ nữ xinh đẹp, đúng không ạ? Vậy thì cho phép Ngọc Hoa được hỏi, mình cũng là phụ nữ như nhau, ai cũng muốn có một làn da trắng đẹp. Ngay bây giờ đây, có phải chăng là chị em muốn biết là thế thì cái làn da của mình
có thể cải đen thành trắng hoặc ngược lại hay không? Có phải là các chị em đang muốn nghe câu nói đó hay không ạ? Đúng không ạ? Vâng, vậy thì ngay bây giờ Ngọc Hoa xin mời các diễn giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay cũng là những chuyên gia về da sẽ trả lời cho quý khán giả cũng như là tất cả chị em phụ nữ được biết là cái làn da của mình có thể cải đen thành trắng hoặc ngược lại được hay không? Đầu tiên xin bên nào trước ạ? Phải trái hay là trái phải? Vâng, xin được mời bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng có thể cho ý kiến của mình về vấn đề này. Xin chào chị Ngọc Hoa, xin chào quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Nói đến cái làn da là ta nói đến yếu tố di truyền và chủng tộc. Người có làn da đen, ví dụ người châu Phi, thì bây giờ ta lấy nhau thì suốt đời trẻ con vẫn là da màu đen. Người da trắng cũng vậy thôi, nếu ta lấy nhau ta đẻ con thì cũng da trắng. Riêng mình là dân châu Á thì có làn da vàng. Da vàng cũng có người trắng hơn, ví dụ như ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản thì cái làn da so với dân Đông Nam Á thì da họ trắng hơn. Màu trắng của da hay màu sậm của da là do yếu tố di truyền và chủng tộc quyết định. Chúng ta không thể nào mà biến đổi cái làn da một người da đen thành người da trắng hoặc người da trắng thành người da đen được. Tuy nhiên, đối với người châu Á chúng ta có làn da hơi vàng thì có thể làm, có thể trắng hơn, cũng có thể được. Nhưng mà hoặc là trắng hơn, ngăm ngăm hơn một chút xíu nó cũng được. Chứ còn không có thể nào biến đổi cái sắc tố của da thành màu khác hoàn toàn được. Dạ, xin được cảm ơn ý kiến của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng. Xin được nghe ý kiến của bác sĩ Thạch Tăng Toàn. Chào chị Ngọc Hoa, và chào khán giả Đài Vĩnh Long. Thì về cái ý kiến là chúng ta có thể làm thay đổi cái làn da từ trắng thành đen, hoặc là từ đen thành trắng, hoặc từ ngăm ngăm thành trắng. Thì với độ y học thì chúng ta có thể là làm cho nó đẹp hơn. Nghĩa là với một cái da ngăm ngăm thì chúng ta có thể làm cho da sáng hơn, trắng hơn một chút xíu, thì nó vẫn trong một cái hàng an toàn. Hoặc là những người một số chủng tộc bên châu chẳng hạn, người ta nhất da người ta trắng, người thích da ngăm ngăm hơn thì người ta hay đi phơi nắng để làm da người ta tối hơn. Còn về dân châu Á chúng ta, châu Á chúng ta và đặc biệt Việt Nam thì thích trắng, ta có quan niệm là da trắng là da đẹp mà, cho nên là đa số các chị phụ nữ là hay thích cái làm cách gì đó mà để cho cái da trắng hơn, đẹp hơn. Tại vì ra đường mà khi là da trắng là người khen lết liền, chị này da trắng đẹp quá, chị cái da đẹp quá, ta là rất là thích. Nhưng mà mình phải biết cách nào để làm cho nó trắng nhưng mà nó an toàn. Tại vì bây giờ có rất nhiều cách làm trắng da nhưng mà nó rất là độc hại. Thì những cách đó thì thật sự thì nếu mà chúng ta mà sử dụng thì da chúng ta nó không tốt. Vì câu hỏi được hay không thì là làm được, nhưng mà phải trong cái mức độ vừa phải, từ da ngăm ngăm có thể sáng hơn vừa phải thì được, hoặc là từ da chúng ta trắng mà chúng ta đen hơn chút xíu thì được. Chứ còn để giống như bác Hoàng đó mà thay đổi hoàn toàn từ một cái dân tộc da đen châu Phi thành da trắng giống châu Á là da châu Âu là không có được. Thôi, nghe chữ được, hai chữ được là thấy an toàn rồi. Bởi vì chương trình ngày hôm nay là giải pháp làm trắng da an toàn, mà nếu mà ba mà đã có hai trả lời được thì Ngọc Hoa cũng cảm thấy yên tâm, tức là cái chương trình mình cũng đã đi đúng hướng. Không biết ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá như thế nào, được hay không được ạ? Cái lại quay trở lại câu chuyện về hệ thống sắc tố, thì người ta đề cập đến tế bào hắc tố và sắc tố melanin. Như vậy thì ta thấy là tế bào hắc tố nó sẽ tạo ra cái sắc tố melanin. Như vậy này, nếu mà cái tế bào hắc tố nó càng nhiều thì nó cũng là một yếu tố để nó làm cho da tăng sậm. Và đặc biệt là sự sản sinh sắc tố từ các tế bào này càng nhiều thì nó sẽ làm gia tăng tình trạng tăng sậm. Như vậy thì ta thấy là cái hệ thống sắc tố này quyết định màu da của từng chủng tộc. Và nếu như cái sự gia tăng sắc tố này một cách bất thường trên da thì lúc đó nó hình thành sạm da. Như vậy thì hiểu về cái cơ chế này, cho nên chúng ta thấy rằng nếu như một yếu tố nào đó tác động, nó làm gia tăng tế bào hắc tố, gia tăng sự sản sinh sắc tố từ tế bào hắc tố, thì đồng nghĩa với câu chuyện nó sẽ gây sạm da. Và ngược lại, nếu như có một yếu tố nào đó nó tác động, nó làm giảm đi các tế bào hắc tố, giảm đi sự sản sinh sắc tố, thì da sẽ trắng và sáng hơn. Như vậy thì trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là giữa hai cái khía cạnh của cuộc đời, chúng ta thấy bao giờ cũng xảy ra, tức là bên cạnh cái có lợi thì lại có những cái có hại. Thì vấn đề ở chỗ là chúng ta sẽ chọn những giải pháp nào có lợi để có thể tác động tốt để làm cho da sáng trắng tự nhiên, và bên cạnh đó chúng ta sẽ hạn chế những cái tác động bất lợi. Và có lẽ trong nội dung hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ rất nhiều về vấn đề này.
Yeah. Xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Nhân Bá đã đưa ra lời nhận định cuối cùng là vẫn được chứ không phải là không được. À, kính thưa quý khán giả, không biết là nếu mà đổ lỗi cho cánh đàn ông thì cũng hơi quá, nhưng mà không biết có phải là do cánh đàn ông hay không, cứ hay khen những cô thiếu nữ là có làn da trắng mịn màng, chứ ít ai để ý tới những cô mà có làn da ngâm ngâm. Chính vì vậy mà có một cái giấc mơ của chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, là mơ được trắng da. À, giấc mơ này nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà có nhiều chị em đã vội vàng tìm đến với nhiều giải pháp mà bất chấp biết được đó là sắp tới đây mình sẽ hứng chịu như thế nào. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Từ xưa đã là phụ nữ thì ai cũng thích sở hữu một làn da trắng trẻo mịn màng. Nhưng thích là một chuyện, còn da mình bẩm sinh thế nào thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ấy vậy mà mấy năm gần đây, nhiều chị em đã quyết tâm cải đen hay ngâm ngâm thành trắng. Giờ đây không khó để tìm thấy các công thức lột da và thậm chí là cả nơi bày bán những thành phần hóa chất lột da trên mạng để chị em thay da ngay tại nhà. Điều đáng nói là các thành phần pha trộn có giá vô cùng rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng. Để làm một hũ kem lột tính ra cũng chỉ khoảng trên dưới 100 ngàn. Và các chị lại chia sẻ nhau cách làm này. Trước nhu cầu lớn về ước muốn trắng da, thì thị trường các loại hình dịch vụ thẩm mỹ viện, spa và kinh doanh các sản phẩm dưỡng da ở Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều các loại kem dưỡng trắng da, phương pháp làm trắng da, thậm chí là trắng da thần tốc. Có thể thấy, việc làm trắng da thần tốc ấy là có hiệu quả ngay lập tức. Da trắng thiệt, và không chỉ trắng da mà làn da còn trắng trên cả mức bình thường. Và đây là những biến chứng. Tự chọn mua thuốc về rồi tự chọn. Em trộn sao để em kể lại cho. Cũng như nó có hai viên thuốc mà cũng như viên chứng cắn mà cái tên thì họ đọc không được, không biết đọc. Mua đâu? Hai viên ở dưới chợ á. Yeah. Yeah. Chợ chợ nhỏ mình đó, rồi mua gì rồi chọn gì. Trộn với kem. Thì cà ra cà thiệt mình nha, rồi trộn với kem rồi đánh cho nó. Nó lúc đầu thì nó hết nó trắng. Là, à, nó trắng. Trắng mình. Nó trắng được bao lâu? Cũng khoảng lâu lâu vậy đó, cũng khoảng năm ngoài đó nó mới nổ rồi. Những cái loại kem như là đủ thứ hết, cái em mua về em trộn. Kem tự trộn? Dạ, em tự trộn. Nhưng mà em nghĩ đó là kem mình đánh mặt bình thường, thì em cứ nghĩ mình trộn rồi mình sẽ đánh nó không sao. Nhưng không ngờ càng đánh thì nó càng bị dị ứng, đỏ lên. Em bị nám thì nó lâu rồi, cái người ta chỉ em xài kem. Rồi cái lúc trước em xài kem là không có ít cái xài kem trộn lắm. Rồi bữa đó chị đó chỉ nói chỉ xài kem trộn da đẹp lắm. Chị chỉ kêu em lại chỗ đó mua, em lại đó em mua rồi em xài hai hộp đầu thì nó cũng được. Qua hộp thứ ba cái sao nó nổi đầy mặt em, chứ nó nổi mụn quá. Nổi đầy lên mà nó không ngứa nhưng mà nó nổi đầy lên rồi cái em thấy nó đỏ nổi nhiều quá. Cái thấy vậy em nói thôi em bỏ kem không dám xài. Lúc đầu thì da em thì nó cũng tương đối là xấu thì nó không xấu nhưng mà là nó cũng không có vấn đề gì, nhưng mà lại thấy người ta đẹp thì mình muốn đẹp hơn như người ta vậy đó, nên mới hỏi là dùng sản phẩm gì thì người ta có chỉ những sản phẩm gì thì em mua em xài đó. Em mua cũng tìm hiểu cũng đúng nhãn hiệu, cũng thương hiệu đồ uy tín lắm, người ta cũng có nói với em là thương hiệu người ta làm không thể gõ đi được, uy tín của người ta là chất lượng đàng hoàng, những dòng sản phẩm là coi như là thiên nhiên không à, nên em cũng tin và mua những sản phẩm rất là đắt tiền, nhưng mà thời gian sử dụng sau đó là nó tác hại đến cái da rất là xấu hơn khi mà làm chưa xài nó đó. Thế nhưng trước khi thực hiện các phương pháp trắng da không khoa học thì ít ai dám mạnh dạn tìm hiểu kỹ những hậu quả sau đó thật đáng sợ của nó như thế nào. Nguyên nhân chỉ có một: làn da trắng vẫn là niềm ao ước rất lớn của nhiều chị em phụ nữ, nhất là những chị em có tuổi, da bị thâm nám theo năm tháng. Dạ,
Kính thưa quý khán giả, khi mà theo dõi clip ghi nhận vừa rồi thì chúng ta lại thấy ngay một câu hỏi mà cần phải nhờ các bác sĩ giải thích ngay. Đó là tại sao mà chị em phụ nữ chỉ muốn làm trắng da thôi mà. Chị cũng đâu có làm cái phương pháp nào mà đáng sợ đâu. Chỉ mua kem về thoa sức lên thôi. Thậm chí có nhiều chị em là mua nhiều kem trộn lại với nhau thôi. Thế thì tại sao da lại như vậy? Vấn đề này thì Ngọc Hoa xin được mời bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng có thể cho biết. Có thể có một cái lý giải nào đó ở đây để mà vừa lòng được các nhà khoa học mà cũng như là vừa lòng được cả chị em phụ nữ. Cái này cũng đã từng nói đi nói lại rất là nhiều lần ở trên phương tiện thông tin tuyên truyền, báo chí cũng như đài truyền hình, đài phát thanh. Nhưng mà rất tiếc đến thời điểm này vẫn còn nhiều chị em vẫn sử dụng những cái kem bán trôi nổi ngoài chợ thì nó rất là rẻ tiền. Cái kem này nó có hiệu quả rất là nhanh. Có thể nói trong nghề bác sĩ tụi tôi nói là không có cái kem nào mà hiệu quả nhanh mà tốt bằng cái kem trộn bán ngoài chợ, vừa rẻ tiền bôi vào cái mặt ai bị sần bị nám là thấy hiệu quả liền trong vòng một tuần lễ, cực kỳ nhanh. Nhưng mà sau đó ngưng cái kem trộn như thế thì cái xấu trên da mặt như thế nào thì bây giờ nó lại xuất hiện lại, và người ta sẽ tiếp tục ta sử dụng những cái kem trộn như thế thì bắt đầu nó sẽ sinh ra nhiều cái tác dụng phụ. Tác dụng phụ đó là những hình ảnh như cái đoạn phim vừa rồi. Da sẽ nổi nhiều cái mụn đỏ, sưng tấy lên, nhiều cái mụn mủ, mạch máu trên da mặt bị giãn nở, da nhờn, và thường thường hay kèm theo cái triệu chứng là hay là ngứa ngáy rất là khó chịu. Thì nếu mà tới bác sĩ da liễu về có kinh nghiệm thì bác sĩ da liễu chẩn đoán ngay là người bệnh nhân này đã sử dụng cái kem trộn. Thành thử ra nếu mà các chị các em mà muốn có làn da trắng đẹp thì tốt nhất chúng ta không nên nghe những cái lời truyền miệng hoặc là ra ngoài chợ mua cái hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, không rõ công thức như thế nào về để sử dụng. Sử dụng càng lâu dài thì cái tác dụng phụ nó xảy ra càng nhiều biến chứng, và việc khắc phục và chữa trị những hậu quả này có thể nói rất là khó khăn và cũng khá tốn kém. Xin được cảm ơn thông tin vừa rồi của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng. Kính thưa quý khán giả, đó chỉ là chúng ta thấy cái bề nổi, tức là thấy cái dị ứng thôi. Còn chúng ta còn chưa biết cái khó khăn đang tiếp nối khó khăn nữa, đó là cái cách để chữa như thế nào để trở lại cái làn da bình thường. Có cùng với nhóm thực hiện chương trình Nhịp Cầu Y Tế đi thực tế tại một số bệnh viện, một số phòng khám da liễu trong khu vực, ví dụ như là phòng khám da liễu của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Nhân Bá đây, thì chúng tôi mới thấy rằng là cái việc mà chữa trị những cái dị ứng sau đó thì nhiều khê vô cùng. Xin được nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Nhân Bá, có thể cho biết vì sao như vậy và bác sĩ đã gặp phải những cái khó khăn gì khi chữa trị vấn đề này. Có lẽ là trong cái clip vừa rồi thì chúng ta thấy là có rất nhiều các cái hình ảnh được xem như tác dụng phụ của việc sử dụng kem trộn hay là các sản phẩm mà người ta gọi là có chứa corticoid. Còn trong thực tế thì ta thấy nhiều lắm, và có thể nói là rất nhiều, nhiều gấp bội lần những cái tác hại hơn thế nữa. Thì câu chuyện bắt đầu từ chỗ này. Có nghĩa là quý chị em chúng ta thường có thói quen là muốn làm trắng, cho nên là hay sử dụng kem trộn. Kem trộn nghĩa là người ta trộn nhiều cái loại kem lại với nhau và không theo cái hướng dẫn của nhà chuyên môn, như là tự trộn. Nhưng đặc biệt một chuyện là khi họ trộn như vậy thì trong đó bao giờ cũng có một thành phần được gọi là corticoid. Thì trong chuyên môn người ta biết rất rõ về corticoid, thì nó đem lại một cái tác dụng rất là nhanh trong giai đoạn đầu, nhưng rồi sau đó thì hàng loạt các tác dụng phụ, hay nói khác hơn là tác dụng bất lợi để xảy ra. Như chúng ta vừa xem đó, thì mặc dù là khi sử dụng ban đầu thì có làn da trắng và trắng nhanh giống như bác sĩ Quy Hoàng vừa nói đấy, nhưng rồi sau đó thì rất nhiều các tác hại xảy ra, có thể kể đến là da bị teo mỏng lại và nó sẽ lộ rõ nhiều cái mạch máu trên da mà quý chị em thường hay gọi là nổi chỉ máu. Ngoài ra thì chúng ta thấy có một số trường hợp giai đoạn đầu bị mụn trứng cá, thì giai đoạn đầu họ sử dụng kem trộn thì mụn có vẻ biến đi rất nhanh, tình trạng viêm giảm rất nhanh, nhưng rồi một thời gian sau đó thì mụn trở lại gấp bội lần, tức là nó xuất hiện rất nhiều mụn mủ và tình trạng trở nên nặng hơn, nặng rất nhiều. Và đặc biệt là trên da chúng ta thì bao giờ cũng có một hệ thống người ta gọi là hệ thống bảo vệ da, chống lại tác hại từ bất lợi, các yếu tố bất lợi từ bên ngoài, trong đó có vi trùng vi nấm. Như vậy thì khi sử dụng kem trộn một thời gian và chính hậu quả của việc sử dụng corticoid, nó sẽ làm cho cái sức đề kháng da giảm đi, ta tạm hiểu là như thế. Thì lúc đó thì nó sẽ làm cho
mất cân bằng cái hệ thống vi sinh trên da và nhiều cái tác nhân gây hại, trong đó có vi trùng nè, vi nấm nè, phát triển. Và gần đây thì theo một số nghiên cứu trong chuyên môn, người ta thấy lại xuất hiện trên da của những người sử dụng kem trộn lại xuất hiện một loại ký sinh trùng có tên gọi là Demodex, tức là một cái loại ký sinh trùng nó gây bệnh và làm cho da người ta thường xuyên bị đỏ, ngứa và đặc biệt là châm chích ngứa về đêm. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy còn rất nhiều tác hại nữa. Và điều đặc biệt muốn nói ở chỗ là những người phụ nữ đã bị tác hại kem trộn rồi thì sau đó da rất dễ nhạy cảm. Thì chúng ta biết da nhạy cảm nghĩa là cái da rất là yếu ớt, mong manh. Có thể nói là một làn gió nó phớt qua da này đã người ta cảm giác ngứa rồi. Thậm chí có thể mình nói câu chuyện vui là bác sĩ nói ngứa là bệnh nhân muốn gãi rồi. Có nghĩa nó nhạy cảm đến mức độ như thế. Thì trong trường hợp đó thì làm sao có thể chúng ta sử dụng, tức là những người phụ nữ làm sao có thể sử dụng những cái sản phẩm tiếp theo được, kể cả sản phẩm điều trị. Và chính đó là một trong những khó khăn trong vấn đề điều trị tiếp theo và đòi hỏi các bác sĩ phải có thể tạm gọi là dùng một cái công lực, một cái kinh nghiệm để phối hợp các cái phương pháp lại thì mới có thể chữa khỏi những trường hợp như thế. Thì không biết là cô Ngọc Hoa có hỏi thêm điều gì? Không, có nhiều vấn đề lắm. Lúc bác sĩ nói thì Ngọc Hoa lại cứ tưởng tượng giống như bác sĩ là ông thần nha. Nó ngứa cái là bên kia ngứa. Tự nhiên mắc cười quá. Và có lẽ xin cô Ngọc Hoa một chút thời gian để nói thêm vấn đề này. Có nghĩa là trong một số các cái bệnh mà phụ nữ thường hay gặp, một số tình trạng thì có thể kể đến là mụn trứng cá thì chúng ta gặp nhiều lắm đó. Rồi nám da chúng ta gặp cũng rất là nhiều. Như vậy thì ta sẽ trích đoạn từ hai cái hình ảnh này. Như vậy một cô gái bị mụn trứng cá nè, sử dụng kem trộn nè, sau đó mụn giảm rất nhanh. Như rồi sau đó thì bộc phát tác dụng gây hại như chúng ta vừa nghe. Thế thì mụn da tăng nè, rồi da nó nổi chỉ máu nè, tức là giãn mạch đó, da đỏ nè. Đó, và rất là ngứa, đến bác sĩ khám. Nhưng vấn đề ở đây Ngọc Hoa muốn hỏi bác sĩ là cái việc chữa trị nó khó khăn hay không và khó khăn như thế nào? Đấy, thì câu chuyện quý vị sẽ nghe và thấy sự khó khăn vô cùng. Và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ khó khăn và đồng nghĩa với câu chuyện chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Có nghĩa là tự chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta. Nhưng mà... như vậy thì một trường hợp mụn trứng cá như thế đó, thì giai đoạn người ta bắt đầu đi trị, thì lúc đó là bác sĩ sẽ bảo là tất cả những kem trước đây phải ngưng hết, kem trộn phải ngưng. Đấy thì ngay giai đoạn mà người ta ngưng cái kem trộn đó thì người ta sẽ bộc phát một tình trạng khó chịu, tức là da nổi đỏ lên, ngứa lên, mụn xuất hiện nhiều hơn. Và cái vào thời gian đó là đúng bác sĩ cho cái phác đồ điều trị. Và như vậy thì người ta sẽ ngộ nhận ngay, người ta nghĩ là bác sĩ sẽ cho cái phác đồ điều trị này, người ta không hợp. Bởi vì khi đến bác sĩ điều trị thì khi tôi được khuyên là ngưng cái sản phẩm cũ rồi thì da nó bùng phát lên, thì trong chuyên môn người ta gọi đó là tình trạng lệ thuộc corticoid, tình trạng tái vượng bệnh do chính cái tác dụng phụ do corticoid trong kem trộn gây nên. Thì đó chính là cái khó khăn. Cho nên muốn giải quyết cái khó khăn này để đem đến cái kết quả điều trị theo mong muốn thì bác sĩ sẽ phải dành rất nhiều thời gian để tư vấn cho người bệnh, để người bệnh hiểu rằng chúng ta sẽ phải kết hợp nhiều phương pháp để hóa giải các tác hại cũ và chúng ta sẽ phối hợp các phác đồ điều trị đúng phương pháp, thì có như thế mới có thể đem lại kết quả theo mong muốn. Dạ, xin được cảm ơn thông tin của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá. Lời giải thích của bác sĩ Quỳnh Văn Bá cũng đã giải thích cho cái chuyện mà Ngọc Hoa đi thực tế, thì khi thấy nhiều chị em phụ nữ có cái làn da dị ứng mình cũng cảm nhận được đó là do cái tác dụng phụ của corticoid rồi, nhưng mà khuyên các chị để đi đến bác sĩ da liễu thì như là các chị đã trả lời trời ơi, lời tới đó mà bác sĩ cho thuốc hay là làm cái gì đó thì tự nhiên nó còn nổi nhiều hơn, thôi về xài kem lại thì tốt hơn. Bây giờ thì nghe được cái lời giải thích này của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá là chúng ta đã hiểu được là cái con đường mà điều trị thì nó khó khăn vất vả như thế nào và nếu kiên trì thì mới thành công. Bây giờ thì Ngọc Hoa xin được mời quý khán giả tại phim trường nêu câu hỏi. Em có câu hỏi gì? Dạ thưa bác sĩ, sao tôi thấy nhiều người cũng xài kem trộn mà da đâu có bị gì, nó đẹp và trắng ra, trắng hết người luôn, nhưng mà phải thoa sức thường xuyên thì mới được như vậy. Dạ, xin cảm ơn em, không phải mình em thấy đâu, chị thấy luôn á. Vậy vấn đề đặt ra ở đây xin được nghe bác sĩ Thạch Văn Toàn giải thích xem sao mà bây giờ nhiều người thấy lắm. Vậy thì giờ mình nói cái kem đó nó có tác hại như vậy thì ai tính? Cảm ơn câu hỏi rất là hay. Tại vì nhiều người cũng nghĩ như vậy, mình cũng thấy như vậy. Thì cái mức độ biến chứng khi mà người ta sử dụng cái kem trộn á là nó tùy thuộc vào cái lượng chất mà những cái người trộn người ta bỏ vô, nhiều ít. Cái thứ hai á,
là nó sẽ tùy thuộc vào cái tốc độ thoa, cái số lần thoa của cái người đó. Có thể là một ngày, mà có thể những người ta xài nhiều, có thể là sáng xài, trưa xài, tối xài. Hoặc là có thể là nó sẽ tùy thuộc vào thêm một phần nữa là cái độ phản ứng của cái da với cái chất corticoid. Tổng hợp ba yếu tố như vậy thì nó sẽ sinh nhập điều là có những người gặp biến chứng nhanh, có những người gặp biến chứng chậm. Có những người chúng ta đã xài thấy là khoảng 3 tháng sau là da bắt đầu là thấy lên bụng rồi, là những nổi đỏ khắp người rồi. Có những người thì 1 năm sau mới thấy, nhưng có những người thì khoảng 2 năm mới thấy. Thì đó là có thể tùy thuộc vào cái thần sức thoa của người ta. Có những người ta khi người ta thoa người ta thấy đẹp, nhưng mà người ta cảm nhận sự nguy hiểm của nó, là người ta biết là xài nhiều người ta rất là sợ, cho nên người ta cố gắng hạn chế thoa ít lại. Người ta thoa tuần thoa lần, hai lần tuần thoa hai lần, thì với cái tốc độ thoa như vậy thì nó sẽ chậm hơn, nhưng mà sớm hay muộn gì thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị biến chứng. Và khi biến chứng rồi thì điều trị cực kỳ khó khăn, giống Shiba nói lúc nãy là sợ lắm, điều trị khó khăn lắm, tại vì bệnh nhân không hợp tác. Cái điều trị vô bắt đầu ngưng thuốc là bùng lên là sợ, bác sĩ thì dở quá, bác sĩ thì dở là không hợp tác, chạy bác sĩ khác. Và cái khâu tư vấn là mất thời gian rất là nhiều, mà các bạn thì cái người đã sử dụng kem trộn mà bị biến chứng rồi đó, là cũng phải hiểu rất là nhiều và chịu hợp tác nữa, chứ một mình bác sĩ không biết định được. Và cả hai như vậy thì mới hạn chế được cái tình trạng đó. Cho nên là xuất hiện nhanh hay chậm là tùy nhiều yếu tố, nhưng mà sớm hay muộn gì là chắc chắn là sẽ bị hết. Dạ, xin cảm ơn thông tin của bác sĩ Thạch Văn Toàn. Khi mà được chứng kiến mà bác sĩ da liễu mà ngồi tư vấn cho bệnh nhân mà bị dị ứng rồi tái dưỡng bệnh lại thì cảm thấy là phục bác sĩ da liễu luôn. Là bác sĩ da liễu kiên trì lắm, nhỏ nhẹ lắm. Chứ còn nếu mà gặp như mình thì mình chịu cũng không nổi, tại vì người ta phản ứng rất là mạnh khi mà da người ta khi mà sử dụng cái phác đồ điều trị xong cái nó bộc phát trở lại mạnh hơn nữa thì người ta sợ lắm. Chúng tôi xin tiếp tục được nghe ý kiến của khán giả tại trường quay. Xin chào quý dược sĩ. Dạ, tôi có một cái thắc mắc như vậy. Tại sao những người phụ nữ lớn tuổi thì hay bị nám da mà chữa trị hoài thì không hết? Vậy thì mình có nên điều trị tiếp tục hay là cứ để nó như vậy? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Với câu hỏi này thì xin được nghe ý kiến của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng, vui lòng giải thích ạ. Xin chào chị. Nám da là biểu hiện mà rất là thường gặp ở người phụ nữ trên 30 tuổi. Nám da nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thường hay gặp nhất là do tiếp xúc với cái tia nắng mặt trời lâu dài. Đó, ngay từ hồi nhỏ mình bị tác động của tia nắng mà mình không có được bảo vệ tốt, thì cái tia UV trong ánh nắng mặt trời nó ngấm dần dần trên da, và theo thời gian nó ngấm dần và da mình sẽ xuất hiện những cái đốm màu nâu, mình gọi là nám da. Nám da đây là một cái màng màu đen hay màu nâu để nó bảo vệ làn da của chúng ta chống lại với cái tia nắng của mặt trời. Nguyên nhân thứ hai mà gây nám là có thể do yếu tố nội tiết. Ví dụ như người phụ nữ trong lúc có thai thì sẽ xuất hiện nhiều cái đốm nám da trên mặt. Hoặc là có những cái người trẻ hơn, không có thai nhưng mà uống thuốc ngừa thai kéo dài có thể 1, 2, 3 năm gì đó thì bắt đầu xuất hiện những cái đốm nâu trên mặt, gọi là nám da. Nám da còn có thể do yếu tố di truyền hoặc là theo thời gian nó bị. Chúng ta đã biết đó là bây giờ muốn giải quyết vấn đề nám da là phải tìm ra nguyên nhân để loại trừ. Ví dụ như mình sử dụng thuốc ngừa thai, thì bây giờ mình tránh thuốc ngừa thai đi, thì nám da từ từ nó hết. Hoặc là người phụ nữ sau khi sinh xong, thì từ từ có thể nó lặn hết. Hoặc là mình sử dụng một cái hóa chất nào đó, nó không thích hợp trên da mặt, nó gây nám da, thì mình nên bỏ những hóa chất đó. Đó. Về lâu dài thì chúng ta phải tránh nắng, lúc nào tránh nắng bằng biện pháp bôi kem chống nắng ra đường, đội nón rộng vành trên da mặt lại, và có thể sử dụng thêm một số biện pháp. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng những cái kem chống nắng hoặc là những cái loại kem bôi có những chất giúp làm giảm những vết thâm trên da. Hoặc là có thể mình uống thêm những cái vitamin, ví dụ như vitamin C liều cao chẳng hạn. Nói chung là nám da là chúng ta có thể làm giảm được, bớt được, chứ còn không ngoại trừ cái nguyên nhân mà loại trừ ra thì không có cách nào mà có thể làm chữa hết nám khỏi hoàn toàn được.
Xin được cảm ơn thông tin vừa rồi của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng. Lời bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng cũng đã trả lời luôn cho chị Nguyễn Thị Hồng ở Chợ Lách Bến Tre, điện thoại cuối là 0074. Chị muốn biết nguyên nhân gây ra sạm da và cách điều trị như thế nào, vì sao lại điều trị không hết hẳn. Chúng tôi xin được tiếp tục mời quý khán giả tại phim trường đặt câu hỏi. Dạ, thưa bác sĩ, tôi thì thấy nhiều chị em xài mỹ phẩm có nhãn mác, rồi cũng có chứng nhận gì đó, nhưng sau thời gian thì bị dị ứng, rồi bị nám. Vậy chị em phụ nữ phải tin ai ạ? À, xin được cảm ơn câu hỏi của em. Chị tưởng là em hỏi vì sao, ai ngờ em hỏi là biết tin ai, giờ không biết là biết tin ai. Có thể tin tiến sĩ Huỳnh Dung Bá được không ạ? Đúng là như vậy. Có lẽ là trong thời gian gần đây đó, thì với tác dụng của truyền thông, cho nên là vấn đề sử dụng kem trộn có lẽ so với ngày xưa thì có lẽ nó đã bớt đi rồi, ít đi rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy là như câu hỏi của em vừa rồi đó, thì quả thật đúng là như vậy. Thì cũng có rất nhiều bệnh nhân, người ta cũng nói rằng người ta sử dụng một số loại kem ở ngoài thị trường được lưu hành như vậy đó, nhưng không hiểu tại sao lúc đầu sử dụng thì da cũng đẹp, cũng trắng lắm, nhưng rồi thời gian sau thì tự nhiên sao cũng thấy đỏ da nè, rồi cũng thấy da nó nổi mụn nhiều hơn nè, rồi thậm chí nó lại sạm hơn, và đặc biệt là da rất dễ nhạy cảm. Như vậy thì ta thấy đây là một câu chuyện có thật. Thì chúng ta thấy trong chuyên môn thì chúng ta gặp cũng không ít trường hợp như vậy, người ta cũng kể lại như vậy. Thì phần lớn thì các chị em hay kể thế này nè, phần lớn những dạng kem đó là những dạng kem mà người ta sử dụng vào người ta thấy kết quả nhanh, như là người ta ra chợ người ta mua loại kem, được cái người bán giới thiệu rằng cái kem này khi thoa vô nó trắng nhanh lắm. Thì phần lớn các chị em hay kể là những loại kem mà trắng nhanh như vậy thì đại đa số lại gây những cái hậu quả xuất hiện giống như là kem trộn. Như vậy thì khi chọn lựa các sản phẩm để chúng ta sử dụng thì chúng ta phải hết sức chú ý vấn đề này. Xin được cảm ơn thông tin của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được dành thời gian để trả lời các câu hỏi mà quý khán giả vừa gọi tới. Đầu tiên thì xin được mời bác sĩ Thạch Văn Toàn trả lời câu hỏi cho khán giả Phạm Thùy Trang ở thành phố Long Xuyên, An Giang. Số điện thoại cuối là 3640. Chị Thùy Trang năm nay 53 tuổi. Chị cho biết là chị sử dụng loại kem tẩy trắng da có cái tên là Tensun, táo ngày, táo đêm, từ lúc mới 30 tuổi đến nay. Xin bác sĩ cho biết là loại mỹ phẩm này sử dụng thời gian dài có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Xin chào chị Trang. Cái chia sẻ của chị là chị đã xài được từ năm 30 tuổi đến nay. Nên là chị đã 53 tuổi. Mà thì đây là một loại mà nó cũng nằm trong danh mục đặc biệt. Thì không biết là cái bác không biết bây giờ là cái tình trạng da của chị nó như thế nào. Nhưng mà bác đoán là cái da của chị là chắc cũng bắt đầu nó có vấn đề rồi, cho nên chị đang lo lắng chị mới hỏi. Cho nên là thật sự thì những cái dòng kem không rõ ràng này thì bác sĩ khuyên là không nên sử dụng. Thì khi sử dụng thì chúng ta nên lựa những cái loại nào mà nó có thương hiệu mà rõ ràng, có được bác sĩ tư vấn rõ ràng, tên tuổi đàng hoàng thì chúng ta nên xài. Còn chị đang xài mà chị thấy là chị đã hỏi bác sĩ rồi, chị xài 30 năm là chị thấy là bác nghĩ là chị đã có cái gì, chị đang nó có biến chứng gì rồi, là chị đã sợ rồi, thì bác nghĩ là chị nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để bác sĩ sẽ đánh giá là tình trạng da, rồi có thể bác hướng dẫn cách có thể ngưng hoặc là chuyển sang một cái sản phẩm nó có cái thương hiệu rõ ràng để xài để nó an toàn hơn. Xin được cảm ơn thông tin của bác sĩ Thạch Văn Toàn. Chúng tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá trả lời câu hỏi cho chị Nguyễn Thị Công ở Biên Hòa, Đồng Nai, điện thoại cuối là 5327. Chị Công hỏi, tôi nghe nói bôi nghệ toàn thân sau khi sanh trong tháng thì da sẽ trắng, nhưng mà tôi đã thoa hơn một tháng mà da vẫn không trắng. Xin bác sĩ tư vấn dùm. Nói về các cái nghệ và các sản phẩm có nghệ thì được dân ta sử dụng rất là nhiều. Thì nói về nghệ thì người ta nghĩ ngay đến cái chuyện là cái tác dụng của nghệ trong việc bảo vệ da, chống nhiễm khuẩn, rồi làm lành vết thương vân vân. Chứ còn vấn đề là thoa kem nghệ để làm trắng da thì dường như đứng về góc độ chuyên môn thì ta thấy đây không phải là cái mục đích chính. Và như vậy thì để có một làn da trắng sáng tự nhiên giống như theo cái câu hỏi vừa rồi thì chúng ta thấy là trước tiên chúng ta cần phải nhận định làn da như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ chọn một giải pháp hợp lý. Mà muốn có được điều này và có được kết quả theo mong muốn thì chắc chắn là chỉ phải theo ý kiến của các nhà chuyên môn.
Chúng tôi xin được mời bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng trả lời câu hỏi cho khán giả Quỳnh Thị Lan ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Số điện thoại cuối là 6898. Chị Quỳnh Thị Lan năm nay 35 tuổi. Chị cho biết là chị thoa kem ốc sên. Không hiểu sao mà bị mụn nổi lên rất nhiều. Vậy thì bây giờ muốn trị mụn, trị nám và làm trắng da thì cần phải làm những gì? Gần đây thì tôi cũng nhận được nhiều cái câu hỏi chung quanh cái kem ốc sên. Cũng nhiều nhà báo cầm cái lọ kem ốc sên tới hỏi tôi mà ốc sên không phải một chỗ sản xuất đâu, mà nhiều chỗ sản xuất cái kem có hình có ốc sên lắm. Thì cũng có nhiều người sử dụng, công thức thì không có rõ ràng. Có những người sử dụng thì mới đầu cũng rất là tốt, nhưng mà sau đó là cũng nổi mụn li ti cũng rất là nhiều. Và qua cái đánh giá về mặt lâm sàng á, thì chúng tôi nghĩ là cái kem này có thể là có cái chất corticoid như đã trình bày hồi nãy. Thì bôi vô, bôi bớt rất là nhanh. Thì sau khi ngưng bôi thì cái mặt bắt đầu nó nổi mụn giống như cái chị này. Ngưng bôi cái là mặt nổi mụn là rất nhiều, đen da. Đó, bây giờ chị này nó muốn hỏi là bây giờ dùng cái này bây giờ nó nổi mụn li ti bây giờ. Thì theo tôi nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục sử dụng cái kem này nữa. Và trường hợp những cái tác dụng không mong muốn sau khi sử dụng kem ốc sên này thì phải tới tham vấn ở bác sĩ chuyên khoa da liễu để có bác sĩ có cái hướng giải quyết tốt nhất cho chị Lan. Xin được cảm ơn thông tin của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá trả lời câu hỏi cho hai khán giả. Một là chị Trần Thị Điệp ở Tam Bình, Vĩnh Long, điện thoại cuối là 4879. Hai là chị Hoàng Thị Thu Kiều ở Nhân Trạch, Đồng Nai, điện thoại cuối là 2958. Hai khán giả này cho biết là một thời gian dài, người thì một năm, một người thì hơn một năm, đã có sử dụng một loại kem có tên thương hiệu đàng hoàng, nhưng mà vì tế nhị Ngọc Qua không nói tên thương hiệu ra ở đây, không biết là bác sĩ Bá có dám nói hay không, nhưng Ngọc Qua chỉ đọc tới đây thôi ha. Thì bây giờ thì da của người ta thấy là rất là trắng, người ta chỉ muốn biết là sử dụng lâu dài có được hay không, rồi hiện tại thì người ta thừa nhận là da người ta đã trắng rồi. Xin được nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá. Có lẽ câu này nghe thì thấy đơn giản nhưng mà thấy rất khó trả lời. Là tại vì người ta đang đẹp cơ mà. Bây giờ bác sĩ lại bảo là thôi đang đẹp thì ngưng lại thì sao? Ta đâu có chịu. Nhưng mà cái vấn đề là chỗ này. Vấn đề ở chỗ là chẳng để phân tích một vấn đề mà có chứng cứ rõ ràng thì chắc chắn người ta phải biết công thức trong đó như thế nào, hoặc chất gì, thì lúc đó các nhà chuyên môn sẽ nói sâu vào vấn đề này. Nhưng với cái cách mô tả như thế thì chắc có lẽ như thế này. Tức là thông thường, ở đây là chúng ta nghe lời kể của nhiều bệnh nhân. Đại đa số những bệnh nhân người ta kể rằng khi người ta bị các cái tổn hại trên da, ví dụ người ta bị đỏ da nè, rồi da nhạy cảm nè, rồi rối loạn sắc tố da nè, sau một thời gian sử dụng một loại kem nào đó mà người ta đã từng kiêu hãnh khi có một làn da rất đẹp ở giai đoạn đầu điều trị, thì người ta ghi nhận rằng những cái loại kem gây trắng nhanh thì hầu như phần lớn lại gây các tác hại sau đó. Không sớm thì muộn. Tại sao có sớm có muộn? Là tại vì khi thoa cái kem lên da, nếu như cái thành phần gây hại thì nó còn lệ thuộc rất nhiều yếu tố để có thể gây hại. Ví dụ cái nồng độ. Ví dụ nồng độ càng cao thì cái gây hại sau đó càng nhiều. Tất nhiên là trước đó cái tác dụng nó sẽ càng nhanh. Và cái thứ hai nữa là cái loại hoạt chất, ví dụ ngay cả cái corticoid thôi. Như đứng về góc độ chuyên môn thì người ta thấy người ta phân nhiều loại lắm, từ nhẹ rồi trung bình rồi mạnh và rất mạnh. Như vậy nếu ai sử dụng cái hoạt chất mà mạnh như vậy thì cái tác dụng nó sẽ rất nhanh, nhưng rồi sau đó tác hại sẽ rất nhiều. Vậy thì nó lại thuộc rất nhiều yếu tố, ngay cả cái cách ta thoa kem thôi, số lần thoa kem thôi, nó cũng quyết định ảnh hưởng đến cái tốt và cái xấu sau đó. Như vậy thì giữa mỗi người khác nhau thì cái tác hại sau đó lại khác nhau. Như vậy trong trường hợp này có lẽ rằng cái người sử dụng sẽ là người hơn ai hết chúng ta sẽ phải theo dõi. Nếu như có một bất thường gì đó như chúng ta vừa nghe nãy giờ, chắc chắn chúng ta phải đến nhờ ý kiến của các bác sĩ. Vậy thì nếu tốt hơn hết thì mình ngừng ngay bây giờ? Vì mình không biết là giờ cái làn da đẹp trong trạng thái khỏe mạnh, hay là cái đẹp đó nó ẩn chứa một cái gì đó mà chúng ta thấy chúng ta hay lo sợ. Ví dụ ở ngoài thì nhìn thấy đẹp đó, nhưng lại gần các bác sĩ nhìn thì thấy là cái trắng đó, nhưng mà nó da nó bị teo mỏng rồi, các mạch máu bắt đầu giãn nở rồi, thì thôi, lúc này ta ngưng đi, ta ngưng sớm, ta trị đi. Chứ nếu ta tiếp tục nữa, ta muốn cái đẹp nó kéo dài nữa thì coi chừng đến một ngày nào đó trở thành không đẹp.
Dạ, xin được cảm ơn thông tin của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được mời bác sĩ Thạch Giang Toàn trả lời câu hỏi cho khán giả Quỳnh Thị Quỳnh Liên ở Thốt Nốt, Cần Thơ, điện thoại cuối là 0124. Chị cho biết chị đang mang thai ở tháng thứ 3, nay chị muốn sử dụng kem dưỡng da. Xin bác sĩ cho biết có nên sử dụng hay không, và việc sử dụng thì không biết có ảnh hưởng xấu đến thai nhi hay không. Chào chị Quỳnh Liên, thì câu hỏi của chị là chị đang mang thai tháng thứ 3 và đang có nhu cầu là sử dụng kem dưỡng. Thì cái tháng thứ 3 này là cái tháng mà cái hàng rào thai nhi nó hay bị ảnh hưởng của những cái chất bên ngoài, đặc biệt là những cái thuốc. Cho nên thường thường là về mỹ phẩm á, thì người ta rất là hạn chế nghiên cứu trên cái đối tượng là thai nhi, những người mà đang có mang thai. Cho nên là chúng ta thật sự thì nên tháng thứ 3 là chúng ta không nên sử dụng đâu. Hoặc là nếu mà thích lắm thì chúng ta nên đến bác sĩ chuyên khoa khám, rồi bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn một loại là thật là an toàn để sử dụng. Chứ chúng ta cũng không nên tự ý ra chợ mua. Tại vì những cái sản phẩm như vậy thì nó có thể nó thấm vào hàng rào da, và sau đó nó thấm qua ảnh hưởng tới thai nhi. Thì như vậy là nó không tốt cho thai nhi chúng ta. Nên là cố gắng là bác sĩ khuyên là không nên sử dụng. Hoặc là nếu mà thích lắm thì nên đến bác sĩ chuyên khoa để bác sĩ tư vấn một cái loại là cực kỳ an toàn để sử dụng. Dạ, xin cảm ơn thông tin của bác sĩ Thạch Giang Toàn. Chúng tôi xin được mời bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng trả lời câu hỏi cho hai khán giả. Một là chị Quỳnh Thị Tám ở Lai Dung, Đồng Tháp, điện thoại cuối là 5223, và chị Nguyễn Thành Cảnh, 22 tuổi, ở Cai Lậy, Tiền Giang, điện thoại cuối là 05105. Hai khán giả này đều muốn biết là sử dụng Ernac 4g thì uống nhiều trong một thời gian dài thì có sao hay không. Còn một người thì uống là mỗi ngày một viên thì không biết có được hay là không. Chúng ta phải biết cái mục đích uống vitamin E để làm cái gì. Nếu mà vì một lý do làm đẹp, thì nếu mà thấy mình bổ sung thức ăn, ăn uống không đủ, thì có thể bổ sung một ngày một viên vitamin E hay là Ernac gì đó, 400 đơn vị là đủ. Không nên là vì muốn cho đẹp nhanh, chống lão hóa da tốt mà uống ngày vài ba viên thì không được. Nó quá liều, nó cái gì nó cũng nguy hiểm. Thì có thể nếu mà chị cảm thấy thiếu, không có đầy đủ những cái chất vitamin E thì có thể uống một ngày một viên vitamin E 400 đơn vị mà thôi. Như vậy thì có thể uống kéo dài 2-3 tháng, rồi sau đó mình có thể mình ngưng, rồi có thể uống lại đợt khác cũng được. Xin được cảm ơn thông tin của bác sĩ Quỳnh Quy Quang. Chúng tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá trả lời câu hỏi cho khán giả Lê Kim Điểu ở số điện thoại 2033 Bình Tân, Vĩnh Long. Chị hỏi, chị năm nay 55 tuổi, bị bệnh xơ cứng bì, da sạm đen đã 14 năm nay rồi. Nay chị đã uống vitamin E 100 điều trị thì thấy bệnh thuyên giảm nhưng không hết triệt để, vậy nên có uống thêm nữa hay không? Chị vấn đề thứ hai, chị muốn biết là bệnh xơ cứng bì có di truyền sang cho con hay không? Thật ra nếu nói về bệnh xơ cứng bì thì trong chuyên ngành da liễu người ta cho rằng đây là một cái bệnh hệ thống. Nghĩa là cái bệnh này nó có rất nhiều tác động, không phải chỉ riêng về da. Và nó có gây rất nhiều những ảnh hưởng ở các cơ quan bên trong. Và tất nhiên khi điều trị thì chắc chắn phải điều trị lâu dài. Và bên cạnh đó thì phải được sự tư vấn, sự hướng dẫn về cách chăm sóc một cách rất là kỹ càng từ các nhà chuyên môn. Như vậy này rất là vui mừng là khi chị sử dụng một loại thuốc, ví dụ vitamin E mà chị đã có cảm nhận là chị thấy là nó có cải thiện rồi. Thì đây là chúng ta cũng chia sẻ với cái nỗi vui mừng của chị. Tất nhiên đây chỉ là những cái thuốc để hỗ trợ ngoài da. Và bên cạnh đó thì chúng ta cần phải điều trị về hệ thống, tức là điều trị về toàn thân. Và đã nói điều trị toàn thân thì phải theo chỉ dẫn của các nhà chuyên môn cụ thể trên cái tình trạng của chị. Xin cảm ơn thông tin của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi nhận được câu hỏi của ba khán giả. Một là chị Lê Thị Kim Thùy ở Dũng Liêm, Vĩnh Long, điện thoại cuối là 4238. Hai là chị Nguyễn Ngọc Mai ở Dũng Liêm, Vĩnh Long, điện thoại cuối là 6582. Ba là chị Điệp, 36 tuổi, Cần Thơ, điện thoại cuối là 4795. Ba khán giả này đều muốn biết thế thì giải pháp nào vừa đẹp cho da, vừa trắng da và an toàn, không bị ảnh hưởng về sau. Kính thưa quý khán giả, câu chuyện của chúng ta là giải pháp làm đẹp da an toàn, trắng da an toàn. Có lẽ cũng phải có lời giải đáp, và chắc là phải đến lúc có lời giải đáp rồi. Vậy là trước khi chúng ta mời các diễn giả ở đây cùng bàn xem giải pháp nào là giải pháp an toàn, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi cách mà nhiều chị em đã lựa chọn hiện nay và xem ra khá an toàn. Trước tình hình làm trắng da không an toàn và nhiều biến chứng nguy hại cho da xảy ra ngày một nhiều, nhiều chị em đã dần có ý thức hơn khi sử dụng các dịch vụ làm trắng da, các mỹ phẩm làm trắng da.
nhiều chị em đã thực hiện việc chăm sóc da hay muốn cải thiện làn da của mình bắt đầu từ sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa về da. Từ đó các chị sớm nhận biết da mình khỏe chưa hay có những bất ổn gì trước khi quyết định cải thiện màu sắc cho da. Các chị cũng tìm đến các trung tâm, viện chăm sóc da chuyên nghiệp có bác sĩ chuyên khoa để thực hiện các giải pháp trắng da an toàn. Trong đó, bên cạnh sự hỗ trợ của các máy móc phục vụ cho việc chữa trị những bệnh lý thực thụ trên da như nám da hoặc làm da trắng, trẻ quá làn da, thì hiện nay giải pháp nuôi dưỡng và làm trắng da từ bên trong, tức là từ những dưỡng chất, vitamin C thiên nhiên đã cho thấy sự an toàn cho chị em, vừa giúp cải thiện, chăm sóc được làn da trước tác hại của nắng mặt trời. Nhiều chị em bước đầu đã thấy được thành công từ việc nuôi dưỡng làn da bên trong qua ăn uống và sử dụng các dưỡng chất vitamin C hỗ trợ. Về nhà thì em sử dụng những cái biện pháp chăm sóc da cơ bản này, em sức kem kem dưỡng da, rồi nước hoa hồng. Bên cạnh đó thì em còn uống thêm viên NAC C để bổ sung cái lượng vitamin C để trong da cho mình sáng hơn. Em cũng có dùng một số cái biện pháp để bảo vệ da của em, như là ra đường thì em cũng che chắn đồ bằng vải rất là cẩn thận. Rồi em có uống nước, rồi bổ sung vitamin C từ trái cây, rồi và một số cái sản phẩm em cũng có sử dụng, nhưng mà dạ dày em cũng có vấn đề á chị. Thì em cũng có đọc và tìm hiểu thông tin thì em thấy là NAC C có cái thành phần mà muối và axit thì bổ sung vô giúp giảm tỷ lệ kích thích, kích ứng trong bao tử, thì em thấy là phù hợp với em cho nên em đã sử dụng. Thì một số thời gian mà em đã thử sử dụng thì em thấy da em là được cải thiện lên rất là nhiều. Dân, giải pháp làm đẹp là cho làn da, chăm sóc cho sức khỏe làn da, làm trắng da từ bên trong, rồi tìm đến với các bác sĩ chuyên khoa để đưa ra những cái lời tư vấn và cái cách làm đúng nhất. Thì không biết với cái cách làm này của các chị em thì ý kiến của các chuyên gia ở đây nhận định như thế nào? Xin được nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá trước ạ. Có lẽ câu chuyện làm đẹp đã bắt đầu từ ngày xưa. Người phụ nữ chúng ta cũng đã từng làm đẹp là tự chăm sóc cho làn da chính mình bằng các dược thảo thiên nhiên. Và theo thời gian thì chúng ta thấy là gần đây thì với sự phát triển của khoa học, cho nên chúng ta thấy là trên thị trường, ở trên thế giới cũng như Việt Nam thì xuất hiện rất nhiều các cái sản phẩm có lợi. Nghĩa là trong các sản phẩm này nó chứa nhiều thành phần, có thể được xem như chúng ta vừa xem clip đó, có các thành phần chống oxy hóa, người ta đề cập đến là vitamin C, vitamin E, beta carotene v.v. Thì cái chống oxy hóa này thì nó sẽ có tác dụng là nó giúp da trẻ qua da. Đấy. Cái thứ hai nữa là có một số các cái sản phẩm nó chứa các cái thành phần và có thể người ta ứng dụng cái công nghệ sinh học, người ta ly trích ra các enzyme. Và các enzyme này nó sẽ ức chế sự sản sinh sắc tố từ tế bào hoạt tố, thì thông qua đó có thể giải quyết sạm da, làm sáng da, và đặc biệt là có thể nó sẽ hạn chế các tiến trình lão hóa. Đấy, chúng ta thấy là về sản phẩm cũng có rất nhiều các sản phẩm có lợi. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là với sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ và đặc biệt là các công nghệ về laser, rồi RF, rồi ánh sáng trị liệu v.v. và nhiều các cái công nghệ khác nữa, thì đây được xem như những cái tính năng, tín hiệu rất là tốt đối với nhu cầu làm đẹp của người phụ nữ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên rằng chúng ta không nên và chúng ta phải tránh đi những cái phương pháp mà không có lợi. Ví dụ, những phương pháp người ta vì mục đích làm trắng cho nên người ta dùng các chất tẩy da bằng hóa chất và không phù hợp. Như vậy nó sẽ gây hại da và thông qua đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Đấy. Như vậy thì giữa cái nên và giữa cái không nên, chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải phát huy những gì mà chúng ta biết và chúng ta cho rằng đây là hợp với lại khoa học và phù hợp với sức khỏe. Dạ, xin được cảm ơn thông tin của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá. Trong clip ghi nhận vừa rồi là và trong thực tế thì chúng tôi cũng nhận thấy là nhiều chị em phụ nữ đang tìm với những cái thực phẩm thiên nhiên chứa nhiều vitamin C, hoặc là nếu chị em nào bận rộn công việc nhiều quá thì cũng có dùng những cái sản phẩm mà chứa nhiều C, ví dụ như là NAC C. Thì không biết với cái cách làm này nó có hiệu quả là trắng da thực sự hay không nếu như chúng ta sử dụng thường xuyên. Xin được nghe ý kiến của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng về vấn đề này. Nói về nhu cầu vitamin C ở người lớn trong tuổi lao động á, thì cái mức người ta đề nghị là từ 160mg đến 200mg mỗi ngày. Nhưng mà vì có nhu cầu làm đẹp hay là mục đích làm trắng da thì cái liều này nó sẽ cao hơn. Vitamin C thì nó có 3 công dụng chính ở trên da. Thứ nhất là
nó trung hòa cái gốc tự do. Đây là cái chất mà có thể nó gây lão hóa da do yếu tố bên ngoài. Công dụng thứ hai nữa là nó hỗ trợ trong việc làm sạm da do ức chế cái men tyrosinase. Thứ ba nữa là vitamin C liều cao có công dụng là làm cho kích thích tạo collagen. Đó, ba cái công dụng đó, thành thử ra khi sử dụng vitamin C uống thì ta thường hay sử dụng liều cao. Mà chúng ta cũng nên lưu ý như thế này, thì vitamin C liều cao thì khi uống vào, ở một số người có tình trạng là hay kích ứng bao tử, cũng có một số người nó bị triệu chứng tiêu chảy hoặc là bụng nôn nôn khi sử dụng vitamin C liều cao do hiện tượng kích ứng đường ruột. Do đó một số nhà sản xuất người ta hay chế vitamin C dưới cái dạng gọi là dạng natri, natri carbonat. Nhờ cái bào chế như thế mà cái bao tử một số người nó đỡ bị kích ứng hơn. Nó thì cái ưu thế của cái pha chế của cái viên vitamin C, ví dụ như trong clip mà cái natri vừa rồi thì người ta pha chế thêm dưới dạng natri phối hợp với vitamin C acetic nó đỡ kích ứng bao tử. Cái thứ hai nữa là để làm tăng cái sự hấp thu của vitamin C vào máu thì một số nhà sản xuất người ta pha trong một cái dung môi, ví dụ như chất isoflavonoid là cái chất mà nó giúp vitamin C nó hấp thu vào máu tốt hơn. Vì thật sự ra nếu một ngày á, mình sử dụng một cái liều cao vitamin C thì không phải một gram vitamin C nó hấp thu hoàn toàn vào máu đâu, mà chỉ có 1/3 vitamin C được hấp thu vào máu mà thôi. Nếu mà mình pha trong cái dung môi thích hợp thì cái lượng vitamin C đó, nó ngấm vào máu có thể có kết quả tốt hơn. Nhưng mà lưu ý khi sử dụng vitamin C liều cao nó cũng có những cái mà ta khuyên là không nên sử dụng. Ví dụ như có những người bị loét bao tử dạ dày thì không nên sử dụng vitamin C liều cao. Thứ hai nữa là vitamin C nó đào thải ra đường tiểu dưới dạng oxalat. Do đó ở một số người có tiền sử bị sỏi oxalat hoặc là đang bị sỏi oxalat hoặc là cái nồng độ oxalat trong nước tiểu tăng cao thì không nên sử dụng vitamin C liều cao. Bệnh thứ ba là những người bị thiếu cái men D6PD là một cái men mà nó giúp cho hồng cầu nó tốt. Nếu thiếu cái men này thì nó làm hồng cầu dễ bị vỡ. Cái thứ tư nữa, những người bị bệnh thalassemia thì nếu sử dụng vitamin C liều cao thì nó có thể ảnh hưởng tới những cơ quan khác. Thì đó là những cái mà người ta khuyên không nên sử dụng vitamin C liều cao. Dạ. Xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của bác sĩ Quỳnh Vy Hoàng. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời khán giả tại trường quay lên phát biểu. Dạ, xin mời em. Dạ thưa bác sĩ, các bác sĩ có nói là để trắng da an toàn và bền vững thì tránh nắng là biện pháp quan trọng, vậy tránh nắng như thế nào mới đúng ạ? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của em. Với câu hỏi này thì chúng tôi xin được mời bác sĩ chuyên khoa 1 Thạch Văn Toàn vui lòng trả lời. Cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi này là rất là nhiều người không có để ý, tránh nắng thường là không đúng cách. Thì đối các khán giả trường quay đây, cái cách nắng chống nắng mà hay nhất là cái gì? Không ra ngoài nè. Có thưởng mới trả lời chứ, đố rồi phải có thưởng. Cách đó rất là hay. Chúng ta không ăn nắng là chúng ta không sợ nắng. Đó là, nhưng mà thật sự thì không được. Thì ông cha ta đã nói là cháy trời không khỏi nắng mà làm sao chúng ta không ra ngoài được, đúng không? Thì đó chúng ta phải biết là nắng nó tác hại rồi thì chúng ta phải chống như thế nào để cho ít tác dụng với cái tia UV nhất. Thì đầu tiên nói về chúng ta sẽ hạn chế đi ra những giờ nắng gắt. Thường thường giờ nắng gắt là những giờ khoảng từ 10 giờ sáng đến khoảng 2 giờ chiều. Thì tuyệt đối là nếu chúng ta không có việc gì thì chúng ta đừng có đi ra giờ đó. Còn nếu chúng ta có việc chúng ta phải đi thôi, chứ không thể chúng ta có việc chúng ta ở nhà được, đúng không? Chúng ta phải đi. Thì đi như vậy thì chúng ta phải bảo vệ. Thì bảo vệ là chúng ta bảo vệ từ đầu tới chân. Về trên đầu thì chúng ta có thể đóng rộng vành ha. Rồi chúng ta có thể mang thêm những kính chống tia UV. Tại vì nếu mà chúng ta không bảo vệ thì da ảnh hưởng, mắt ảnh hưởng nha. Nếu mắt mà mình bị tiếp xúc nhiều với tia thì lâu dài nó cũng bị những cái tia tinh thể. Đó. Còn vì tay chân thì chúng ta mặc áo, quần áo, tay dài, quần dài để nó hạn chế cái tác hại của tia. Thì đó là bên ngoài thôi. Còn bên trong thì chúng ta nên sử dụng thêm những cái sản phẩm về kem chống nắng. Chúng ta nên lựa những cái sản phẩm kem chống nắng mà nó có chỉ số SPF khoảng từ 30 đến 50 là được. Cái đó là về cái chống tia UVB.
còn về cái một cái vế phía sau nó là nó trên chống nắng nó hay ghi là PA 1+, 2+, 3+, thì cái đó là chống tia UVA, thì chúng ta có thể chọn từ 1-3 là được, 1+, 3+. Thì nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên gặp bác sĩ, những chuyên gia về về da liễu để bác sĩ kiểm tra cái da rồi hướng dẫn một cái loại nó hợp với da của mình, thì như vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Còn những khi chúng ta cứ tự mua như vậy thì nói chung là chống nắng nó cũng có hiệu quả, nhưng mà cũng có thể nó sẽ bị một số cái dị ứng nếu mà những cái sản phẩm chống nắng mà nó không tốt. Thì khi chúng ta gặp những chuyên gia thì bác sĩ sẽ hướng dẫn thêm là chúng ta tay chân chúng ta thoa loại nào, là mặt chúng ta thoa loại nào, và chúng ta trước khi sử dụng chúng ta phải thử ở vùng nào để cho nó an toàn. Thế đó thì tốt nhất là nếu mà có điều kiện thì chúng ta nên gặp bác sĩ. Còn nếu không có điều kiện thì chúng ta cũng nên lựa cái sản phẩm mà nó hợp để chúng ta sử dụng, thì cho nó tại mình là trắng da an toàn mà, chứ mình đừng có trắng da mà không an toàn, không nên. Xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 1 Thạch Giang Toàn. Chúng tôi xin được tiếp tục mời khán giả tại trường quay có ý kiến. Mời em. Dạ thưa bác sĩ, nắng như thế nào thì mình cần tránh? Trời ôi ôi mình cần tránh nắng không? Với lại ở nhà mình cần tránh nắng không? Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi của em. Với câu hỏi này thì xin được nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá. Đúng là khi gặp nắng thì tất cả chúng ta ai ai cũng đều biết là phải tránh nắng. Và chúng ta cũng đã biết rằng cái tác hại nắng nó gây rất nhiều tác hại trên làn da. Nhưng có một điều quan trọng thế này nè. Khi ta thấy trời nắng, đặc biệt là trong cái thời tiết như hiện nay nè, thời tiết mùa nắng nóng nè, thì việc bảo vệ chống nắng là gần như là chúng ta rất là quan tâm. Nhưng mà có khi vào những lúc chúng ta lại chủ quan, ví dụ như có mây mù che phủ hay là trời dịu mát, thì lúc đó có khi chúng ta lại chủ quan, chúng ta quên đi cái câu chuyện chống nắng. Và trong khi lúc đó thì tác hại của tia tử ngoại cũng rất là gây hại đối với da của chúng ta. Cho nên cái việc tránh nắng và chống nắng thì chúng ta phải thực hiện đều đặn, và chúng ta phải chú ý ở những lúc nào mà chúng ta ra ngoài trời thì chúng ta phải có cái phương pháp để bảo vệ. Dạ, xin được cảm ơn thông tin của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá. Xin được tiếp tục mời khán giả tại trường quay nêu câu hỏi. Dạ, xin mời em. Thưa bác sĩ, nếu da đã trắng rồi thì mình có cần bổ sung vitamin C nữa không? Và ngoài làm trắng da thì vitamin C còn có công dụng gì khác cho da? Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi của em. Đặt vấn đề ở đây là da trắng rồi, tức là da không bị đen á, không cần phải cải đen thành trắng nữa đó, thì có cần phải dùng vitamin C hay không? Xin được nghe ý kiến của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng ạ. Theo tôi nghĩ nếu da của các bạn đã trắng tự nhiên rồi thì không cần dùng gì nữa hết. Đó, nói chung là trắng tự nhiên là mình không cần, mình dùng cái biện pháp thông thường như ví dụ như là mình tránh nắng, ra đường mình tránh nắng, rồi mình bổ sung những cái trái cây tươi có đầy đủ vitamin A, E, C, tôi thấy như thế là tạm đủ. Ví dụ như mình, nhưng mà đến tuổi nào đó mình hơi lo, ví dụ như dưới 20 tuổi mình không lo lắm, mà trên 30 tuổi bây giờ mình sờ cái da mình nó sạm đi, nó nám đi, bắt đầu xuất hiện đốm nâu, thì mình có thể mình sử dụng vitamin C được. Xin được cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng. Kính thưa quý khán giả, khi mà trước khi thực hiện chương trình này thì nhóm bàn tròn gồm Ngọc Qua với ba bác sĩ ngồi ở đây thì có nói một câu mà y như rằng là câu này thành sự thật. Đó là cái chuyện mà sử dụng kem trộn rồi tác hại của kem trộn thì xưa rồi nói hoài à. Nhưng mà không biết là chị em có nghe hay không thôi. Hay là bây giờ trong lúc mà các bác sĩ nói tác hại kem trộn thì y như rằng các chị đang trộn kem. Và đúng là sự thật thiệt. Ngọc Qua đã nhận được câu hỏi của chị Lê Thị Kim Qua ở số điện thoại cuối là 2462 Mỏ Cày Bắc Bến Tre. Chị Kim Qua muốn biết là thôi bây giờ cái công thức đó mà các chị làm sai thì xin bác sĩ cho biết cái công thức kem trộn nào mới là an toàn. Không biết là bây giờ ai trả lời ạ? Xin được nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá. Câu này vui quá, là tại vì chúng ta đang nói về hậu quả kem trộn thì bây giờ lại có câu hỏi là trộn kem như thế nào. Chắc có lẽ là chúng tôi cũng hiểu cái điều mà chị Lê Thị Kim Khoa muốn biết. Vấn đề là có lẽ là ta sẽ nhận định khi có một sản phẩm nào đó thì ta nhìn vào cái gì ta biết là sản phẩm này có lợi hay là sản phẩm này nó tốt để làm trắng da, có lẽ là như thế. Và nếu như thế thì chúng ta có thể tạm hiểu thế này nè. Trong rất nhiều các cái sản phẩm ở ngoài thị trường, và tất nhiên khi ta chọn lựa phải là những sản phẩm có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Và như vậy thì ta xem coi, ví dụ bây giờ ta muốn có làn da trắng, thì chắc chắn những sản phẩm này nó phải chứa đựng một số, ít nhất là một số các hoạt chất
Ví dụ như người ta ứng dụng công nghệ sinh học, người ta lytric enzyme để ức chế các cái men để tạo ra sắc tố, thì đồng nghĩa với câu chuyện là khi sử dụng các kem đó thì da sáng trắng lên, đó là tốt đấy. Hay là người ta sử dụng các sản phẩm để thoa lên, nhưng mà trong thành phần chúng ta bắt gặp là một số thành phần chống oxy hóa như chúng ta vừa nghe đó, trong đó có vitamin C nè. Ví dụ người ta dùng công nghệ, người ta đưa vitamin C vào da, thì trong chuyên ngành da thẩm mỹ thì người ta sử dụng cái này rất là nhiều. Và quả thật thì rất nhiều chị em là có một làn da rất đẹp khi sử dụng các phương pháp này. Hay là các cái sản phẩm mà chứa các hoạt chất chống oxy hóa, ví dụ vitamin E, rồi beta carotene, vân vân, nhiều thành phần nữa. Như vậy thì chống oxy hóa nó sẽ làm giảm đi các tiến trình lão hóa da, và phần nào sẽ giúp da sáng hơn, và thông qua đó nó làm phai đi một số sắc tố. Đấy, thì đó là câu chuyện mà chị em chúng ta sẽ chú ý. Và nếu như lựa chọn một sản phẩm nào đó theo mục đích của chúng ta, thì chúng ta nên chú ý những vấn đề mà chúng ta vừa nghe. Yeah. Xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá. Cứ tưởng hỏi câu hỏi khó bác sĩ bác trả lời cũng được, bác sĩ bác cũng trả lời được luôn. Chứ nếu mà gặp ngọc qua chắc là bó tay. Chúng tôi xin được mời bác sĩ Thạch Văn Toàn trả lời câu hỏi cho khán giả Phan Thị Hồng Hạnh, 37 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại cuối là 8609. Chị Hồng Hạnh hỏi như thế này: cách chăm sóc da như thế nào để có làn da khỏe đẹp? Khi rửa mặt bằng nước lạnh cho vài giọt chanh vào, như vậy thì có tốt cho da hay không? Nếu không có chanh thì mình thay bằng vài giọt tắc được hay không? Xin trả lời câu hỏi của chị Hồng Hạnh. Đầu tiên là chăm sóc da như thế nào để có làn da khỏe đẹp. Chăm sóc da thì chúng ta đã biết, tới giờ chúng ta cũng bàn nhiều rồi, thì bên ngoài lẫn bên trong. Thì bên trong là chúng ta có thể là ăn uống đầy đủ dưỡng chất để nó bổ sung đầy đủ, hoặc là nếu mà chúng ta những người nào thiếu một số thành phần giống như là vitamin C thì phải bổ sung thêm những viên đó. Còn bên ngoài thì chúng ta phải sử dụng các cái sản phẩm có thương hiệu rõ ràng. Thì chúng ta có thể sử dụng sữa rửa mặt, sử dụng kem dưỡng an toàn, sử dụng sản phẩm làm trắng da, như da an toàn. Và chúng ta đi nắng thì chúng ta cũng phải bảo vệ bằng những kem chống nắng, rồi chúng ta phải đeo khẩu trang kỹ hoặc là đeo nón rộng vành, vân vân, thì nhiều thứ như vậy. Nhưng mà chúng ta phải phối hợp chứ đừng có tập trung một hai vấn đề ha. Thì chúng ta ngoài bên trong chúng ta ăn uống này đầy đủ này, thì để làn da đẹp từ bên trong. Cái thứ hai là bên ngoài thì chúng ta vừa nuôi dưỡng làn da từ bên ngoài, đồng thời là ngăn chặn những cái độc chất, những cái sản phẩm từ môi trường, rồi những cái tia độc hại từ ánh nắng mặt trời. Thì như vậy thì nếu chúng ta phối hợp được nhiều cái yếu tố như vậy thì chúng ta sẽ được một cái làn da đẹp. Cái câu hỏi thứ hai là khi rửa mặt bằng nước cho vào giọt chanh hoặc là tắc vô thì có ảnh hưởng gì không? Thì tắc hoặc chanh nó được chứa những cái thành phần axit. Thì như vậy thì khi chúng ta rửa mặt bằng nước mà cho những cái giọt vô thì nó giống như một chất tẩy nhẹ. Thì nếu chúng ta dùng một hai lần thì không sao. Nếu mà chúng ta dùng nhiều quá thì da nó bị tẩy nhiều quá thì sau này nó sẽ mất cân bằng. Thì như vậy nó sẽ không tốt cho làn da. Cho nên thì khi mà chúng ta quyết định mà chọn một sữa rửa mặt thì chúng ta nên kiểm tra da cho tiêu trước nè. Da mình là da nhờn, da khô, da hỗn hợp hay da nhạy cảm, thì cái dòng sữa nó sẽ có hợp cho từng loại da, chứ không phải là loại nào chúng ta cũng cho chanh vô được hay là loại nào chúng ta tắt được. Thì như vậy thì nó sẽ không hợp. Nhiều khi da chúng ta như thế này mà chúng ta rửa loại kia thì nó không hợp lý rồi. Cho nên là mình phải biết là hoặc là tự chọn một loại hợp lý, hoặc là chúng ta nên gặp một bác chuyên khoa để kiểm tra da, xong rồi bác sĩ tư vấn một loại hợp lý với da để xài. Thì như vậy là không cần hơn. Dạ, xin được cảm ơn thông tin của bác sĩ Thạch Văn Toàn. Chúng tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá trả lời câu hỏi cho khán giả Phan Thị Thu Cúc ở Tân Thạch, Long An, điện thoại cuối là 9219. Chị hỏi ba câu hỏi. Thứ nhất là ngâm rượu và sâm Hàn Quốc thì có làm trắng da được hay không? Tức là lấy cái sản phẩm này bôi lên da quá hay là uống không biết nữa, để nghe ý kiến của bác sĩ Quỳnh Văn Bá giải thích. Cái thứ hai là thực phẩm tự nhiên nào trị mụn, giảm thâm và nám, đồng thời làm trắng da luôn? Câu hỏi thứ ba, mỹ phẩm từ thiên nhiên là gì, có tác dụng làm trắng da thật hay không? Câu hỏi dài quá, nhưng có thể ta sẽ tóm tắt lại những vấn đề. Thì trước tiên là về vấn đề ngâm rượu đó. Có lẽ là trong cái vấn đề này thì trong thời gian gần đây chúng ta gặp rất nhiều, có thể nói là rất nhiều chị em phụ nữ bị tác hại do một số sản phẩm được gọi là từ cái gốc rượu ngâm. Không biết bác sĩ Hoàng với lại
Bác sĩ Toàn có thấy điều này hay không? Có nghĩa là trong điều trị ta thấy là trong thời gian gần đây, nó lạ một điều là nhiều chị em bị tác hại lắm. Mà khi hỏi ra thì có chị nói là lấy cái loại rượu ngâm đó để thoa lên làm trắng da. Nhưng rồi sau đó thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái tai biến có thể làm cho da bị sạm da, rối loạn sắc tố và đặc biệt là gây tình trạng kích ứng da. Và sau đó các bác sĩ sẽ phải điều trị. Như vậy thì đó là một chuyện về thực tế. Còn đứng về góc độ chuyên môn thì chúng ta thấy rằng trên da chúng ta thì bao giờ cũng có một màng chất béo bảo vệ da. Thì chính màng chất béo này nó giúp cho da mịn màng và nó chống đỡ rất nhiều tác hại từ bên ngoài. Nếu như ta dùng rượu, cồn hay là một số các cái hoạt chất tương tự như vậy, nó sẽ làm tan đi, nó sẽ làm ảnh hưởng đi cái màng chất béo bảo vệ da thì chắc chắn nó sẽ gây hại. Và đặc biệt là đối với da nhạy cảm thì cái tình trạng này sẽ nguy kịch hơn rất nhiều. Một vấn đề nữa là, ủa là gì cô Ngọc Hoa? Câu hỏi thứ hai là chị muốn biết là thực phẩm tự nhiên nào trị mụn, giảm thâm và nám đồng thời làm trắng da luôn. Còn mỹ phẩm từ thiên nhiên thì là gì, có tác dụng làm trắng da thật hay không? Có thể ta trả lời cái câu chúng ta sẽ cùng nghe về cái mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Thì đây là một cái tín hiệu rất là vui và một cái sự thành công trong sự phát triển về khoa học trên thế giới cũng như Việt Nam. Nghĩa là người ta đang dần dần trong sản xuất các cái loại mỹ phẩm, người ta đang đi về cái hướng là chiết xuất từ các thành phần từ thiên nhiên. Thì quả thật với sự phối hợp và với sự thành công của công nghệ thì người ta thấy là trong công nghệ sinh học đã ứng dụng rất nhiều trong da thẩm mỹ. Ví dụ như người ta sẽ chiết xuất ra, đi trích ra các enzyme, đi trích ra các thành phần có lợi để bảo vệ da. Một phần là có thể làm da sáng hơn. Như chúng ta vừa nghe, khi người ta li trích ra các enzyme để ức chế sự sản sinh sắc tố sẽ làm da sáng trắng tự nhiên. Người ta li trích ra các protein có lợi để hỗ trợ da, để giúp cho các cái quy trình trẻ hóa da được thực hiện tốt hơn. Lấy ví dụ như thế. Như vậy thì những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đã có trên thế giới và cũng đã có rất nhiều ở Việt Nam. Thì đây là một trong những cái được xem là tín hiệu tốt cho cái nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ. Về cái câu hỏi là thực phẩm tự nhiên nào đã có tốt cho mụn, thì chúng ta thấy là tất cả những cái loại trị được mụn chứ không phải tốt cho mụn. Trị được mụn. Nếu nói trị mụn thì chắc chắn rằng sẽ không có một cái loại nào mà đơn phương có thể trị được mụn, ngoại trừ trường hợp khi trị được mụn là chúng ta sẽ phải thực hiện đúng nguyên tắc về y học. Như là khi mụn thì xuất phát ít nhất là 4 cơ chế: tăng tiết nhờn, rồi sừng quá cổ năng lông, tức là bích tắc lỗ thoát chất bã nhờn, rồi tăng gia tăng vi trùng sinh mụn, và cuối cùng là tình trạng viêm do mụn gây nên. Vậy thì khi điều trị chúng ta sẽ phải thực hiện phối hợp và giải quyết đúng 4 cơ chế này thì chúng ta mới trị mụn được. Chứ đâu thể chúng ta nói là ăn một loại nào để trị được mụn. Chỉ có một điều thế này, đối với những trường hợp bị mụn trứng cá thì người ta có nhiều cái nghiên cứu, người ta thấy rằng cái vai trò ăn uống lại có tác động làm cho mụn nặng hơn. Ví dụ người ta có thói quen ăn nhiều của chất béo bão hòa, hay là người ta có thói quen ăn nhiều chất ngọt quá, thì đó là vấn đề chúng ta nên hạn chế trong những trường hợp bị mụn. Dạ. Có lẽ là như thế. Dạ, xin được cảm ơn thông tin vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá. Còn bây giờ thì Ngọc Hoa xin được mời bác sĩ chuyên khoa 1 Quỳnh Quy Hoàng trả lời câu hỏi cho khán giả Nguyễn Thị Việt Thu, 37 tuổi, Tiền Giang, điện thoại cuối là 2817. Chị cho biết chị đang uống Enat 400, bây giờ thì chị tiếp tục uống thêm cây Nat C nữa thì để điều trị làm cho trắng da, không biết nếu dùng lâu dài cả hai sản phẩm này cùng một lúc thì có được hay là không. Vậy ý kiến này xin được nghe bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng. Thông thường để chống là cái gốc tự do thì người ta hay sử dụng một cái viên có nhiều thứ, thì trong đó có vitamin A, vitamin E, vitamin C và selenium. Thì có thể mình phối hợp chung giữa vitamin E và Nat C hay vitamin C chung để giúp ngăn ngừa chống cái chất mà gốc tự do đó thì cũng được, không có hại gì. Nhưng mà phải biết là có những cái chống chỉ định sử dụng cái viên Nat C đó, hồi nãy tôi đã trình bày là lưu ý chút xíu, chứ không phải là cứ muốn sử dụng là sử dụng cái Nat C được, phải lưu ý chút xíu. Xin được cảm ơn ý kiến của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng. Chúng tôi xin được mời bác sĩ Thạch Giang Toàn trả lời câu hỏi cho khán giả Nguyễn Thị Mỹ Duyên ở Ninh Kiều, Cần Thơ, điện thoại cuối là 9687. Mỹ Duyên cho biết như thế này: mẹ tôi 44 tuổi thì bị đồ nổi đồ ngồi, tôi 22 tuổi thì bị tàn nhang. Bây giờ là mẹ thì chưa trị gì, tôi cũng chưa trị gì, bây giờ bác sĩ có thể trị cho cả mẹ và tôi được không? Xin trả lời câu hỏi của chị Mỹ Duyên. Thì mẹ là 44 tuổi,
là bị đờ môi. Còn chị Viên thì 22 tuổi là bị tàn nhang. Tình trạng của mẹ như vậy thì đó là báo hiệu của một tình trạng là tiếp xúc với nắng thường xuyên, tạo ra mọi lần có tình trạng lão hóa da, phản ứng với cái tia UV bên ngoài mặt trời. Còn tình trạng của bạn Duyên là 22 tuổi mình đã bị tàn nhang rồi. Thì có khả năng là cái chuyên này là da mình rất là sáng. Thường là cái đờ mồi, cái tàn nhang á, nó hay xuất hiện cho những người da sáng. Da sáng thì rất là đẹp, nhưng mà da sáng thì hay lại bị những tình trạng là sạm da hoặc là tàn nhang rất là nhiều. Thì để mà điều trị cho Duyên với lại mẹ thì nếu mà không có điều kiện gặp bác sĩ thì bác sĩ tư vấn một số điều chăm sóc ở nhà như mình nói nãy giờ, thì mình có thể là ăn uống đầy đủ, rồi mình chăm sóc da đúng cách, mình bảo vệ da đúng cách để mà dưỡng từ bên trong lẫn bên ngoài. Hoặc là nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta cứ đến một cái chuyên gia về da liễu chẳng hạn, thì để bác sĩ xem có thể là thứ nhất là điều trị như thế nào, can thiệp những cái công nghệ gì đó để cho nó nhanh hoặc là cho nó hiệu quả nó cao hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ ở nhà, chúng ta chỉ ăn uống bên trong hoặc là chăm sóc bên ngoài thì nó có thể nó ngăn tình trạng đó thôi. Nhưng mà nó hết, nó giảm nhiều thì nó không, nhưng mà nói chung là nó cũng tạm chấp nhận được. Còn nếu mà tốt nhất thì chúng ta nên gặp một chuyên gia để được hướng dẫn kỹ, rồi hướng dẫn một cách chăm sóc hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất. Dạ, xin được cảm ơn thông tin của bác sĩ Thạch Văn Toàn. Với trường hợp cũng nổi đồi mồi nhưng mà nổi luôn cả nám nữa, thì chị Nguyễn Thị Thiện ở Đồng Xuân, Phú Yên, điện thoại cuối là 9356, muốn biết cần phải điều trị như thế nào và làm sao để da trắng lên. Với câu hỏi này thì xin được mời bác sĩ Quỳnh Quy Quang giải đáp. Trường hợp của chị Thiện á, mà vừa bị nám rồi vừa đồi mồi, tôi nghĩ chắc chị này cũng chắc là lớn lắm, chắc phải không dưới 40. Đồi mồi thì thường hay gặp trên 40 hoặc là 50, 60. Như vậy là chị này phải điều trị hai cái. Cái thứ nhất là cái trị nám là chị phải tránh nắng, rồi phải bôi kem chống nắng ra nắng. Rồi chị có thể sử dụng cái kem bôi để giúp làm giảm vết thâm nám. Và đối với đồi mồi thì có thể chúng ta can thiệp bằng biện pháp ví dụ như laser để đốt những cái đốm đồi mồi này. Kèm theo biện pháp như là chống nắng thì nó sẽ giúp làm chậm cái sự phát triển thêm của nám da cũng như là cái đồi mồi. Yeah. Xin được cảm ơn ý kiến của bác sĩ Quỳnh Quy Hoàng. Kính thưa quý khán giả, câu hỏi mà quý khán giả gọi tới thì rất là nhiều, nhưng mà thời lượng thì nó cũng có hạn và chúng ta cũng sắp tới giờ kết thúc chương trình này rồi để nhường sóng cho chương trình khác. Tuy nhiên, điều mà quý khán giả gọi tới cho chúng tôi vẫn còn nhiều, đó là vẫn thắc mắc xoay quanh vấn đề làm thế nào để trắng da, sử dụng kem trộn được hay không, công thức kem trộn nào mới là tốt nhất. Về vấn đề này có lẽ là giống như là cái câu chuyện mà không có hồi kết thúc vậy. Để cho nó kết thúc thật là đẹp thì xin được nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá nhấn mạnh lại một số vấn đề mà chương trình đã đặt ra, và xin được thay mặt các diễn giả trong chương trình này cũng là những bác sĩ chuyên về da đưa ra một cái lời khuyên cho chị em, đặc biệt là chị em ở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Yeah. Có lẽ là xoay quanh vấn đề câu chuyện làm đẹp thì chúng ta đã vừa được nghe. Như vậy thì vấn đề ở chỗ là chúng ta sẽ phải chọn lựa cái phương pháp nào cho đúng. Như vậy thì một trong những phương pháp đúng nghĩa là chúng ta sẽ chọn lựa các cái sản phẩm phù hợp với chính làn da của mình. Và khi chọn lựa thì có nhiều cái yếu tố để chọn lựa, chắc chắn rằng sẽ là những cái sản phẩm có giá trị. Và thứ hai, nếu chúng ta biết thêm nữa là các hoạt chất trong đó với mục đích của chúng ta như thế nào, làm trắng da hay là để trị mụn trứng cá, để trị nám da hay là một nhu cầu nào khác, điều đó là điều quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là càng lúc thì chúng ta lại càng có nhiều cái điều may mắn, nghĩa là với sự phát triển của các công nghệ thẩm mỹ, đặc biệt là công nghệ laser và một số công nghệ tương tự, thì nó sẽ giúp cho da chúng ta được sáng trắng và tự nhiên, và đồng thời có thể giải quyết một số tình trạng như nám da. Tất nhiên rằng cũng không phải chỉ là công nghệ, vì có một số chị em sau khi sử dụng công nghệ là tin tuyệt đối rằng khi ta dùng laser thì sẽ hết nám. Nhưng rồi cái câu chuyện không phải tất cả là như vậy. Sẽ có một số chị sau khi điều trị laser thì da bị sạm hơn, hay là có một số tình trạng không theo mong muốn ngay ban đầu, thì điều đó còn chịu sự can thiệp rất nhiều yếu tố nữa. Nghĩa là sau khi ta sử dụng laser thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn rằng chúng ta sẽ phải thực hiện quy trình chăm sóc trị liệu da sau đó như thế nào. Nghĩa là chúng ta cũng phải dùng các cái hoạt chất ức chế sắc tố sau đó để sắc tố không trở lại chứ. Chứ còn nếu ta bắn laser rồi, da nó hết nám rồi, ta không bảo vệ thì sạm da cũng sẽ trở lại. Bởi lẽ là da chúng ta sẽ phải chống đỡ các tác hại từ tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời. Và như vậy thì khi chúng ta ra ngoài đường chúng ta không che chắn
thì lúc đó da sẽ sạm. Và điều đó muốn nói ở chỗ là cái vấn đề tránh nắng và chống nắng một cách hợp lý, và tất cả chúng ta đã được vượt nghe. Và đó có thể được tạm gọi là một số các cái vấn đề quan trọng. Và bên cạnh đó, một vấn đề không thiếu nữa là chúng ta sẽ cung cấp nuôi dưỡng da từ bên trong. Nghĩa là chúng ta sẽ cung cấp các thành phần có lợi. Ví dụ nãy giờ chúng ta vừa nghe đó, nhiều thành phần, ví dụ vitamin C nè, vitamin E nè, và một số các thành phần trong thực phẩm, rồi trong những viên thuốc bổ sung. Đấy là tất cả những câu chuyện có lợi và giúp để bảo vệ da chúng ta có hiệu quả. Dạ, chúng ta dành một tràng pháo tay để thay lời cảm ơn các diễn giả của chương trình đi ạ. Kính thưa quý khán giả, còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với một cái tiết mục rất là quen thuộc, không biết quý khán giả có nhớ tên hay không ạ? Dạ, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục khán giả may mắn. Đây cũng là cái tiết mục để mà tổng kết lại xem là từ đầu chương trình đến giờ quý khán giả đã hiểu được gì, nắm được gì, và sau đó thì về nhà chúng ta nên thực hiện nhé. Còn bây giờ thì xin mời đầu tiên xin mời tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Văn Bá chọn ra hai khán giả may mắn đầu tiên của chương trình. Hai khán giả. Dạ, khán giả đầu tiên xin mời khán giả Võ Ngọc Quý. Chào em, mời em tiến lên. Câu hỏi dành cho em như sau. Dạ, kem trộn có tác hại cho da vì sao? A, vì kem trộn luôn có chứa corticoid. Chất corticoid này thì nó sẽ có một cái tác hại nào đó gây nguy hiểm cho làn da. Hai là vì kem trộn không an toàn vệ sinh. Ba là vì kem trộn rẻ tiền. Đáp án của em là gì? Em xin chọn đáp án A. Dạ, xin chúc mừng em. Khán giả may mắn tiếp theo đó là khán giả Quỳnh Ngọc Ngân Hương. Chào em. Câu hỏi dành cho em như sau, làm trắng da không đúng cách sẽ gây ảnh hưởng như thế nào? A, da bị dị ứng, sưng đỏ, nám da, thậm chí là bội nhiễm an toàn. B, da bị nhạy cảm, rất khó phục hồi. C, cả A và B. Đáp án của em là gì? Đáp án của em là cả A và B. Dạ, xin chúc mừng em. Chúng tôi xin được tiếp tục mời bác sĩ Huỳnh Vi Hoàng chọn ra hai khán giả may mắn tiếp theo của chương trình này. Dạ. Dạ. Xin mời khán giả Trần Kim Thu ở phường 1. Dạ. Xin chào cô. Câu hỏi dành cho cô như sau. Cô hãy cho biết nguyên tắc bảo vệ da nói chung ra sao mới đúng. A, trước khi quyết định sử dụng kem dưỡng hay làm trắng da cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa da liễu. B, phải tránh nắng và tránh nắng đúng cách. C, cả A và B đều đúng. Câu C. Dạ, xin chúc mừng cô ạ. Khán giả thứ tư của chương trình là khán giả Trần Kim Hương ở phường 5. Xin chào cô. Câu hỏi của cô như sau. Cô sẽ làm gì khi người khác rủ mình xài kem trộn? A, làm theo ngay. B, tuyệt đối không xài. C, lưỡng lự, đề nghị họ cho xem kết quả da của họ trước. Kết quả là không xài đó cô. Cô là không xài phải không ạ? Dân xin được chúc mừng cô. Mời bác sĩ Thạch Văn Toàn chọn ra câu hỏi cuối cùng. Mời khán giả Nguyễn Huy ở phường 4. Câu hỏi dành cho em như sau. Nguyên tắc điều trị da bị dị ứng bội nhiễm do tác dụng phụ của kem trộn là gì? A, ngưng sử dụng ngay lập tức các kem trộn, các mỹ phẩm dưỡng da đã thoa trước đó. B, tiến hành và kiên trì điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý bỏ trị.
khi bị nhiễm trở lại. C, cả A và B đều đúng. Em trả lời C. Em xin chúc mừng em. Và chúng tôi xin mời 5 khán giả đã xuất sắc trả lời các câu hỏi bước lên phía trước để nhận quà của nhà tài trợ. Và xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Thái Ngọc, đại diện cho nhãn hàng Massé, đơn vị đồng hành tài trợ của chương trình, vui lòng bước lên phía trước để trao quà cho các khán giả. Cảm ơn anh Nguyễn Thái Ngọc và xin một lần nữa chúc mừng 5 khán giả. Kính thưa quý khán giả, chương trình Nhịp cầu y tế kỳ thứ 130 của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay đến đây cũng sắp kết thúc rồi. Và trước khi nói lời tạm biệt thì chúng tôi không quên gửi lời chân thành cảm ơn đến các bác sĩ cũng như quý khán giả đã dành thời gian đến tham dự chương trình hôm nay, cũng như tất cả quý khán giả gần xa đã quan tâm theo dõi chương trình qua mảnh nhỏ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến nhãn hàng Nasse đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện thành công chương trình này. Quý khán giả có thể truy cập vào website thvnl.vn gõ Nhịp cầu y tế kỳ thứ 130 để xem lại nhé. Còn bây giờ hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để thay lời chào tạm biệt.